Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố nói ngoài đi. Chiều diệt tình tôi mòn nha các bạn, mang ra đây cứ khoe đi, có cho đâu. Cái gì cho đi, mang cho đây. Chịu đây, on mà không thèm xem. Ghét thì ghét quá. Chịu không? On không thèm xem. Cái gì? Tắt làm gì? Phải đi tắt đi. Tắt đi. Chết quá. Nhà ti thì không dép. Chị kìa. Mỏi á. Đi làm cô đơn lắm. Đi làm chả có ai làm cô. Làm gì đấy? Bốc mi sông dính hết tay. Em bảo là bóc mi xong dính hết tay.
Dao găng tay à? Dao găng tay à? Găng tay ấy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố nói hoài đi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mò nha các bạn. Xin nữa, xin xuống đời nữa. Đầu mười cục kia đi. Thôi đừng có xui đi. Không đấm ai. Không phải rủa đi. Không mưa đâu, yên tâm. Nắng chang chang này bà. Nắng chang chang này bà. Mưa vẫn. Ô, nhà có 12 chị em rồi nha. Hả? Nhà có 12 chị em á. Chồng mày đi học cơ mà. Cái gì? Nói chuyện anh yêu tiếp đi. Rồi mình nghe là anh nói chuyện với bạn. Thôi mặt con gái lên, lấy chuyện như vậy. Thật, đùa mới có gì. Cho ăn ấy, ăn hết thì sắp về rồi. Nghĩa hôm qua là con thế rồi. Nghĩa hôm qua là mà có được đến 2 giờ. 2 giờ 6 tiếng đến hôm nay gọi rõ ràng kêu là dạy thì làm tiếp luôn hay để thế ai nó bảo để chiều làm chiều nó ngợi chiều nó mấy ấy. Ừ. Nó
nó bảo tí giúp bạn đấy, tự chăm chỉ nào ảo ta đấy.